Đây là dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden nằm trong khu đô thị Sunny Garden City ở Quốc Oai, Hà Nội, ra mắt từ cuối năm 2015. Nhưng đến nay, hàng trăm căn hộ vẫn ế dù đã bán đến hơn chục lần. Dự án Bamboo Garden có tổng số là 432 căn hộ, trong đó có 346 căn hộ nhà ở xã hội để bán, 86 căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê. Tuy nhiên, sau 14 lần mở bán, chủ đầu tư mới bán được 188 căn hộ và chưa cho thuê được căn hộ nào. Hồi đầu tháng 10 năm 2018, Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo tiếp tục tiếp nhận hồ sơ bán và cho thuê lần thứ 15. Theo đó, chủ đầu tư bán 158 căn và cho thuê 86 căn hộ với giá bán tạm tính là 9.960.000 đồng trên 1m2, đã bao gồm thuế VAT và phí bảo trì. Giá cho thuê là 48.000 đồng trên 1m2 trên 1 tháng, đã bao gồm thuế VAT và phí bảo trì. Điều đáng nói ở đây là Bamboo Garden không phải là dự án nhà ở xã hội, mà chủ đầu tư dự án là tập đoàn CEO Group đã nhanh chân xin chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội để kịp hưởng những ưu đãi của nhà nước dành cho chủ đầu tư. Chính vì thế, dù Bamboo Garden được bán khi vẫn còn gói tín dụng cho vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng của nhà nước, nhưng vẫn không thể hút người dân đến mua vì nó nằm cách đại lộ Thăng Long 1 km, cách xa trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20 km. Cũng trên địa bàn thành phố Hà Nội, một số dự án nhà ở xã hội khác cũng trong tình trạng ế ẩm, như dự án nhà ở xã hội Eurowindow River Park tại Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội do công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Long làm chủ đầu tư. Theo đó, số căn nhà ở xã hội để bán là 405 căn. Số căn hộ đã bán từ đợt 1 đến đợt 3 được 126 căn. Số căn hộ còn lại là 279 căn. Số căn hộ cho thuê còn nguyên là 99 căn. Trong danh sách bán đợt 3 lần trước của công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Long gửi lên Sở Xây dựng Hà Nội, chỉ có 35 đối tượng mua. Hiện dự án đang phải mở bán đến lần thứ 4 với 279 căn hộ còn lại và cho thuê 99 căn hộ. Giá bán tại dự án khoảng 15 triệu đồng trên 1m2. Giá cho thuê là 66.000 đồng trên 1m2 trên 1 tháng. Hay như dự án nhà ở xã hội ở Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Công ty Cổ phần Vinaconex 21 làm chủ đầu tư, cũng thông báo mở bán đến lần thứ 5. Theo đó, tổng số căn hộ bán là 432, trong đó có 261 căn đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội từ đợt 1 đến đợt 4. Số căn mở bán đợt 5 là 171 căn. Dự án nhà ở xã hội Phú Lãm ở Hà Đông, Hà Nội do Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư cũng mở bán tiếp nhận hồ sơ mua nhà lần thứ 5 mà vẫn còn hàng trăm căn hộ. Cụ thể, số căn hộ nhà ở xã hội hiện vẫn còn 421 căn đang bán trên tổng số 1.150 căn và vẫn còn nguyên 384 căn nhà ở xã hội cho thuê. Nguyên nhân của tình trạng hàng trăm căn nhà ở xã hội vẫn ế chỏng trơ, nhiều ý kiến cho rằng do gói tín dụng cho vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng của nhà nước không còn, nên người dân khó có đủ tiền để mua nhà. Một số chuyên gia bất động sản cho rằng do giá đất và tiền sử dụng đất ở khu vực gần trung tâm cao, nên lựa chọn tối ưu nhất để phát triển nhà ở giá rẻ, bình dân là các khu vực xa trung tâm. Do đó, tại các khu vực này thường thiếu nhiều điều kiện về kết nối giao thông với các khu vực khác, thiếu và yếu về chất lượng hạ tầng xã hội, khiến người mua nhà quay lưng với các dự án xa trung tâm, mặc dù chúng có giá rất bình dân.